Kim Thuận xin gửi đến tất cả quý vị khán giả của đài Apple TV 55.4 lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rất vui khi quý vị đang theo dõi chương trình Houston I Love You cùng với Kim Phượng. Và kính thưa quý vị, hôm nay thì chắc có lẽ quý vị cũng biết rằng cái món phở là cái món rất là đặc biệt và thông thường, gần như ai cũng thích. Ngay cả những cái người ngoại quốc bây giờ cũng thích ăn phở. Vì vậy cho nên những người Việt Nam của chúng ta đang tưng bừng khai trương những cái quán phở để mà phục vụ tất cả đồng hương của chúng ta tại Houston. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng với Kim Phượng đến với Phở Nhi. Và bên cạnh Kim Phượng là Thanh Loan. Xin mời Thanh Loan có lời chào đến khán giả của đài Apple TV. Thanh Loan xin kính chào quý khán giả của đài Apple TV 55.4. Và xin kính chào cô ca sĩ Kim Phượng. Chào Thanh Loan. Hôm nay đến với Phở Nhi, hôm nay là ngày khai trương phải không? Dạ phải cô. Mình mới bắt đầu ngày khai trương ngày hôm nay thôi. Thế thì Loan có thể giới thiệu những cái sản phẩm của mình cho khán giả cũng như quý vị đồng hương khách hàng chúng ta biết để mà đến với Phở Nhi. Ở đây ngoài cái phở ra thì mình còn những cái món gì đặc biệt khác? Trước hết để con giới thiệu với cô cái món phở đặc biệt của quán Nhi ở đây là mình có phở tái filet mignon. Giống như cô cũng đã biết là trong con bò thì cái filet mignon là nó ngon nhất và nó đặc biệt nhất và nó mắc nhất nữa cô. Đó thì quán Nhi đặc biệt là về cái phần đó. Ngoài của phở ra thì quán mình có cơm gà đó cô, hearty tray cho cái món gà. Thêm đặc biệt nữa là mình có bò né. Vâng, có lẽ quý vị cũng biết bò né, nghĩa là vừa ăn vừa né phải không, chứ không là sẽ dằn mỡ cho mình. Và những cái ngày mà đầu khai trương á thì có cái món gì để mà chiêu đãi cho, hay là một cái giá nào đặc biệt gì để dành cho ngày khai trương? Trong cái tuần lễ đầu tiên thì mình sẽ có 15% off cho những khách đến đây thưởng thức cô. Ngoài ra có những nước uống gì ngoài cà phê? Đặc biệt là mình sẽ có tráng miệng, thạch dẻo, phô mai. Thì trong cái thạch dẻo đó mình sẽ để phô mai ở trong đó cô, cho nên nó rất là lạ. Rau câu trong trái dừa, có bánh flan đó cô. Và da ua Việt Nam của mình, cho nên là người Việt mình tới đây thì ăn những cái món tráng miệng đó thì sẽ rất là nhớ quê nhà của mình. Đúng rồi, mình ăn mặn xong mình có cái món tráng miệng thì thú vị lắm. Và kính thưa quý vị, Kim Phượng đang thử cái ly cà phê sữa đá rất là ngon. Cà phê là món mình thích nhất. Rất ngon quý vị, rất là vừa ý. Và tiệm mình mở cửa như thế nào, mấy giờ? Tiệm mình mở cửa là 6 ngày trong tuần cô. Mình chỉ có đóng ngày thứ ba mà thôi. Từ 8 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Cô được biết rằng chủ quán ở đây với một cái đầu bếp rất là xuất sắc. Nói về cái nước lèo đó, thì hình như là Loan cũng biết cái vấn đề đặc biệt của nước lèo như thế nào phải không? Tiệm mình nói đặc biệt nhất là mình là chủ nhân ở đây rất là nấu nước lèo là phải thức từ 3 giờ sáng cô, và nấu nước lèo là mỗi ngày luôn chứ không có để qua đêm. Quý khách đến đây mà ăn là bảo đảm là sẽ rất là tươi, mình yên tâm về cái phần tự nhiên của nó. Kính thưa quý vị, như Thanh Loan nói, coi như là đầu bếp sẽ có mặt và nấu nước lèo từ 3 giờ sáng. Cho nên quý vị lúc nào cũng có cái nước cốt, cái nước lèo lúc nào cũng mới, chứ không phải là nước cũ ngày hôm qua hâm lại. Đó là một cái điều rất là ngon lành để cho chúng ta thưởng thức một cái tô phở. Vâng, kính thưa quý vị, Phở Nhi là nằm trong khu của cà phê Lee Sandwich và kế bên cạnh của tiệm bánh mì Nguyễn Ngọ. Có lẽ quý vị cũng thấy đây là một cái nơi rất là lý tưởng, những cái bạc kinh đậu xe cũng rất là rộng rãi phải không? Em có thể quảng cáo thêm gì cho Phở Nhi không? Để kêu gọi khán giả và đồng hương chúng ta đến để mà thưởng thức. Đặc biệt thứ nhất là cái nước lèo của phở thì nó rất là tươi, cho nên là mình ăn là bảo đảm là mình sẽ rất là khỏe cho mình. Mình rất là yên tâm về sức khỏe nữa. Ai cũng mong muốn là mình ăn đồ tươi mỗi ngày. Thì cái đó là một cái đặc biệt của tiệm Phở Nhi. Và chắc chắn là không có bột ngọt chứ. Đúng rồi. Vâng, kính thưa quý vị, một khi mà chủ nhân đã dám mua những cái loại bò như là filet mignon, là một cái loại rất là đặc biệt nhất của con bò để mà trong cái món phở này, thì chắc chắn quý vị sẽ thưởng thức những cái món ăn rất là tuyệt vời và rất nhất là lành mạnh, có lợi cho sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn Loan. Và bây giờ từ những giây phút cuối trước khi rời làn sóng thì
Loan có thể mời gọi khách như thế nào để đến ủng hộ cho phở Nhi? Dạ, trước hết thì Loan cũng xin cảm ơn cô Kim Phượng đã bỏ chút thời gian đến đây để mà quay cho cái tiệm phở Nhi của chúng con ở đây. Thì cũng xin quý đồng hương cũng đến đây ủng hộ và thương phở Nhi cũng giống như những cái tiệm khác ở đây. Và một lần nữa xin cảm ơn đài Apple TV 55.4 và xin cảm ơn cô Kim Phượng rất nhiều. Dạ, xin chào ạ. Vâng, kính thưa quý vị, ước mong là quý vị sẽ đến phở Nhi để thưởng thức những món ăn ngon. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại những chương trình Houston I Love You lần sau. I love you.